Anh Linh. Gì? Em hỏi anh nè, theo anh, quan điểm của anh á, là cái người bạn trai và cái người bạn gái á, nên chênh lệch tuổi tác bao nhiêu thì là xứng đôi vừa lứa? Anh thấy bây giờ á, cái xu hướng các bạn trẻ là hay nó gọi cái vụ gì đây, lái máy bay. Không biết phải không? Có đây là em hỏi gì, nhìn dữ vậy? Bây giờ rồi, mình hỏi các bạn trẻ như thế nào? Các bạn trẻ như thế nào? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Hạ màn xuống. Chúng ta sẽ gặp gỡ một chàng trai. Xin mời. Chào bạn. Dạ. Mời bạn ngồi. À, có vẻ cái vẻ e thẹn quá ha. Bạn hồi hộp không? Dạ hồi hộp. Đang rung không? Dạ. Lấy hơi vô. Rồi bình tĩnh đi, chút xíu tôi hỏi tên tuổi nghề nghiệp luôn. Dạ. À, để cảm nhận cô gái bên kia xuất hiện như thế nào. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Nhỏ nhắn xinh xắn quá. Chào bạn, bạn tên là gì? Em tên là Nguyễn Thị Kim Phô. Kim Phô. À, phía Kim Phô hả? Đúng rồi. Cái lạ ta. À, Phô năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? 29 tuổi. Ủa, nhưng mà tôi hỏi lạ rồi. Cái chữ Kim Phô đó bạn biết sao mà gia đình mình đặt là Phô không bạn? Theo như ba em nói á, là theo cái tiếng gì á, Kim Phô có nghĩa là con trâu nước. Tại em tuổi Sửu, cho nên á, là kêu con trâu nước thì trên bờ sống không được mà ở dưới nước cũng sống không được. Là dễ sống. Dạ. Vậy là làm biến lắm này nè ha. Có rồi chị, làm xiên chứ con trâu làm xiên lắm á chị. Trâu làm xiên lắm hả? Dạ. Hiện giờ Phô đang công tác ở đâu, đang làm gì? Dạ, em đang làm kế toán của phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Rồi, bạn trai, bạn tên gì? Dạ, em tên là Khoa, Đào Ngọc Khoa. Hiện em đang làm kế toán cho công ty dược ở quận 10. Cùng kế toán luôn. Kế toán luôn. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em tuổi con trâu. Trời ơi, một cặp trâu nằm nước luôn ha. Mà hồi trước giờ mình có bạn trai chưa? Có yêu chính thức là một người rồi. Còn một vài người thì đang giai đoạn tìm hiểu, tìm hoài mà chưa có hiểu cho nên dừng lại. À, hiện tại bây giờ là đang dừng lại hết rồi phải không? Bây giờ là đang bắt đầu đi tìm cái mới phải không? Dạ. Em muốn tìm cái người bạn trai của mình là người như thế nào nè? Tại em hơi bé, em hơi thấp cho nên em thích người cao khoảng 1m65 trở lên. Ăn mặc thì gọn gàng, sạch sẽ là được. Em không có thích mấy người mà bụng bự. Sao lại không thích bụng bự? Nhậu quá chị, không thường nhậu bụng bự. Như là bụng bia đó. Dạ, ha. Dạ. Không thích ha. Cái vụ này tôi nghe quen quen ta. Mặt đểu. Quen lắm luôn à. Mặt đểu là sao? Mặt sao là đểu? Con trai mà nhìn cái mặt nó đểu đểu, em không thích. Đểu đểu gian gian, em không thích. Bây giờ bạn nghe bạn gái bên kia nói rồi, bạn cảm nhận như thế nào nè? Thì em cũng cảm nhận được có thể là bà bên kia hiền. Hiền. Nói chung chắc cũng có thể là dễ thương. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng đã từng là trải qua 2 mối tình. Lần đầu thì yêu nhau cũng hơn 1 năm. Và sau đó thì cũng chia tay. Lần thứ 2 thì được hơn 2 năm. Rồi cũng chia tay cách đây cũng được 8 tháng à. Lý do tại sao chia tay? Thì do người ta chủ động chia tay với em thì... Nếu ta không chia tay thì sao? Thì chắc có thể là cuối năm nay. À, tức là bạn không có chủ động trong 2 cuộc tình, bạn không chủ động chia tay luôn. Dạ, cái mối tình đầu tiên thì em chủ động chia tay. Còn mối tình thứ 2 thì bị chia tay. Ờ, đúng rồi, ăn miếng trả miếng thôi. Dạ đúng rồi. Đầu tiên bạn chia tay người ta, lần sau người ta chia tay bạn, lần sau nữa hai người tự chia tay. Chia tay cái cảnh độc thân để mà mình tiến tới hôn nhân. Đúng rồi, tiêu chuẩn người yêu của bạn như thế nào? Thì tiêu chuẩn người yêu của em thì cũng đơn giản lắm. Nói chung là ngoại hình thì cũng ưa nhìn một chút, cao thì 1m55 trở lên là được, đừng có xe xua hay là đu đòi vậy mà được, đặc biệt là được cái sơ móng tay đó lẹ đó lét là được. Ủa, sơ móng tay mắc mới gì không thích? Có, bên đây đó lẹ đó lét, nhưng mà chị Tường đi làm như mình có kế toán á, người ta có nói mình có khô khan quá không? Ai cũng nói kế toán khô khan, nhưng mà em thấy theo em thì sao? Em không có khô khan. Không có khô khan. Dạ. Em có sở thích gì, có cái năng khiếu gì không? Dạ, em sở thích thì em có nhiều lắm chị. Thích đi du lịch, thích đi chơi, thích đi xem phim, thích đi ăn uống, thích hát karaoke. Hát hay không? Dạ, theo nhiều người nói thì cũng được. Cũng được đâu, thử là làm thử một khúc coi, cho để mình chứng tỏ là mình kế toán, mình không có khô khan. Còn thương rau đắng mọc sau hè. Rồi. Nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn, khói khói đốm đồng để ngâm ui chim nhớ lá rừng,
Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, kêu cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu hè. Ba da miếng dừa đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa. Em hát cái gì thôi nha. Nãy giờ thấy nhếch nhép miệng muốn hát rồi nè. Đáp trả bài thử coi. Tới chương trình hôm nay thì em thấy bạn kia hát hay quá. Em cũng hát nhưng mà hát không có hay lắm. Nhưng mà em cũng xin hát lại một bài là bài Vì Đó Là Em. Rung, em rung quá. 2, 3. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngay. Rồi, bạn giỏi biết luôn. Được rồi, để tôi đưa bạn vô thi chương trình, bạn có thực tài. Hỏi biết luôn. Bạn là quê ở đâu? Dạ, em quê ở Quảng Ngãi. Quảng Ngãi hả? Dạ. Hình như bạn là một người hết sức nhút nhát đúng không? Dạ, nói chung cũng vậy. Ví dụ như bây giờ tập này thì em nhát, nhưng mà tập sau mà em lên nữa chắc em nhát. Trời ơi. Nhưng mà tôi hỏi bạn, nếu bạn nhát như vậy thì cái nụ hôn đầu tiên của bạn á, bạn rung thế nào? Thì nói chung là nó cũng phơi phơi. Thì là thành công rồi. Nhưng mà nhào vô hôn liền hay sao? Xin hay là... Dạ không, phải xin trước lén hay sao? Chứ không xin là ăn tát liền anh. Xin sao bạn nói sao bạn hôn thì được? Kêu là em ơi cho anh hôn miếng. Rồi bạn gái nói sao? Thì bạn gái im lặng là mình hôn thôi. Chưa cho phép luôn. Im lặng mình đồng ý rồi. Là nhào vô hôn luôn? Dạ. Rồi sau đó làm tới luôn? Dạ hôn thôi chứ đâu làm gì đâu anh. Xin là hôn thì người ta cho hôn hôn thôi chứ làm tới gì. Em muốn vợ chưa? Dạ nói chung là em cũng muốn. Muốn chưa? Chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi, gặp nếu mà được cưới liền không? Dạ được, nhưng mà cũng phải tìm hiểu được thời gian. Bao lâu mới cưới? Thì khoảng ít nhất là cũng 6 tháng cho anh để anh hiểu nhau chứ lỡ mà đúng rồi. Lộn nhau mệt lắm. Trời đất ơi, lộn làm gì cũng lộn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem mặt để coi kiểm tra được không cho gặp luôn. Hello. Bạn quê đâu? Dạ, em hình như là cùng quê với bạn đó, bạn đó cũng Quảng Ngãi phải không anh? Quảng Ngãi luôn? Dạ. Bạn cũng Quảng Ngãi luôn? Dạ. Vậy là hợp đấy. Tết này mình về quê được chung rồi đó. Hai con trâu về hai con trâu. Rồi. Với hai trâu về có đổi nhau không? Thích bên kia khoảng 1m65 hả em? Không có được thích bụng bự đúng không? Em chào chị. À, chào bạn. Được. Nãy giờ còn rung á. Được, lát nhớ xin nha. Xin chứ chị. Xin. À rồi. Nhớ à, chưa. Để từ từ chứ chị. Chứ xin liền người ta bỏ mà chạy mất chứ sao? Ví dụ như họ không cần xin mà người ta tự cho luôn sao? Ờ cái đó thì được ạ. Được ha. Dạ. Cặp trâu nước này được. To lắm nha, chuẩn bị tinh thần đi đó. Nhưng mà hôm nay cũng vạm vỡ đâu, đứng lên coi coi cao 1m65 không? Dạ em cao mít. Được. Cao à. Được. Cao chắc hơn tôi à. Được. Dư sức khiêng em về Quảng Ngãi. Bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi Linh ơi. Rồi xin mời màn kéo lên. Hai phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. À, cái này mình tặng bạn. Dạ, cảm ơn. Ủa mà bạn em Quảng Ngãi, bạn ở đâu? Dạ, em ở Nghĩa Hành, còn anh ở đâu? Ủa, Hành gì? Dạ, Hành Trung. À, gần nhà mình luôn, cùng huyện với bạn. Từ từ. Coi chừng kiểm tra của bà con không nha. Không có đâu. Em họ Đào, bạn này họ Nguyễn. Con trai miền Trung thì rất là gia trưởng. Anh có gia trưởng không? Không, mình thì không có gia trưởng, nói chung có xíu xíu thôi chứ không có nhiều lắm. Anh có nhậu nhẹt, hút thuốc lá rồi cờ bạc gì không? Trời thì có nhưng mà bạc thì không. Nhậu nhẹt thì thỉnh thoảng đi mới có, còn thuốc lá thì đặc biệt không, mình rất ghét thuốc lá. Không ngồi tôi cũng e thẹn gặp lá lạnh nước. Cái này là em bắt sống được rồi anh ạ. Em thì em thích con trai mà biết về bên kỹ thuật á. Ví dụ như là điện nước ở nhà hư thì có thể biết sửa. Cái đó là ok, dạ. Mình có cái tính là mình học lộm rất là giỏi. Ví dụ như thấy người ta sửa cái gì đó, mình bắt trước là sau hư mình sửa được. Dạ. Còn riêng... mốt xe em thôi, anh nhớ sửa giùm em nha. Xe thì mình bỏ lại, xe những cái mình đơn giản thì mình sửa được. Chứ còn ví dụ như là máy móc ở đâu đó thì mình không sửa được. Dạ. Ví dụ mà kết hôn thì anh có nghĩ rằng là anh sẽ giúp vợ làm việc nhà không?
Cái đó thì tất nhiên rồi, bây giờ là nam nữ bình đẳng mà. Ví dụ như là vợ giật đồ thì chồng lau nhà, hay là vợ làm cái nọ chồng lau kia, mình chia sẻ nhau công việc thôi chứ. Cái đó thì mình không có quan niệm là vợ phải làm hết. Nói không kịp đếm luôn. Thôi hết giờ. Rồi và bây giờ là sau khi một cái 2 phút để trải nghiệm, bây giờ chúng ta hãy lắng động lại và quyết định xem là chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Mời bạn đặt tay ra phía sau thành ghế. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ nhấn nút nếu như chúng ta đồng ý hẹn hò, và ngược lại không đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ không nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 các bạn, Tết này gì vậy, ồ dữ vậy, cái cao thấp đâu quan trọng đâu, đúng không bạn? Dạ. Quan trọng rất là dễ thương, quan trọng là hợp nhau và yêu nhau là được anh. Hợp, bạn thấy hợp không? Dạ thấy cũng hợp. Giờ còn rung nữa không? Dạ cũng còn rung rung. À, nhưng mà chúc mừng các bạn, Tết này dù sao đi nữa thì tôi nghĩ rằng hai bạn cũng có thể mua vé đi về chung Quảng Ngãi ha. Dạ. Để có người tâm sự dọc đường, mà biết đâu mình sẽ đi về quê nhau. Ra duyên mình cưới nhau. À, rồi ra duyên anh cưới em. Chúc mừng hai bạn. Xin mời chàng trai cặp đôi thứ hai xuất hiện. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy Lên? Vậy Lên và chào chị Gác Tô nha các bạn khán giả. Gì vậy? Gì vậy Lên? Chị còn kiếm ghệ anh ơi. Hai lúa sao còn kiếm ghệ hả? Dạ. Nay tính tạo ấn tượng hay là đi làm ruộng về? Dạ không phải, tại em có biệt danh là Hằng Bờm với Hai Lúa, nên với em cũng thích quê miền Tây nên thích thể hiện phong cách nha. À thể hiện phong cách vậy đúng không? Thích Hai Lúa đúng không? Dạ. Bạn là quê ở đâu? Dạ em quê ở Trà Vinh anh. Trà Vinh, bạn lên thành phố làm gì? Dạ em thì sống hiện tại sống ở Tây Ninh anh. Em làm quản lý khai thác ở công ty khai thác khoáng sản Tây Ninh. Trà Vinh hay Tây Ninh? Bạn ở Trà Vinh, quê Trà Vinh nhưng đang làm việc ở Tây Ninh. Và hôm nay đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời cô bạn gái rất là xinh của chúng ta ngày hôm nay bước ra sân khấu. Chào em tên là gì? Em xin tự giới thiệu, em tên là Tuyết Nga. Năm nay em đã trải qua 26 mùa lá đổ nhưng chưa từng nắm cổ tay ai. Bên kia là Nga, 26 mùa lá đổ rồi. Bắt đầu bạn giới thiệu cho bên kia nghe, cho nó giữ nè. Anh là em tên là Đỗ Minh Lộc, hiện nay em 29 tuổi. Dạ. Bạn hai mấy tuổi rồi, mấy mối tình? Dạ em có một mối tình duy nhất anh. Bao nhiêu năm? Em quen được 2 năm mà kết thúc nay cũng lâu rồi, khoảng 7-8 năm rồi. Chưa có mối tình nào khác hết? Dạ, nói không có thì cũng có tìm hiểu, như mình đi uống nước thôi, cảm thấy như là không có rung động gì thì cũng bạn làm bạn thôi chứ không có quen. Vỏ gì đây, vỏ có gì trong đây đây? Dạ, quà. Sách vỏ đen chi vậy, vỏ đệm chi vậy? Cái gì đây? Quà của em cho bạn nữ. Tặng cho bạn nữ hả? Dạ. Trời sao bánh tráng? Cái gì đây? Đặc sản của em đó. Trời ơi, con tặng một vỏ vậy đó. Vậy cho bạn nó ăn súng răng luôn. Ác không? Anh tặng ăn súng răng luôn hả? Dạ. Bây giờ nãy giờ mình buồn quá, mình nói chuyện tình yêu không à. Giờ tôi muốn bạn tạo một cái ấn tượng gì đó trước khi gặp bạn gái đi ha. Mình hát bài gì tặng cho bạn gái được không? Dạ thường thì em khi mà em hát là phải có chén muối kế bên này. Ủa chi vậy? Dạ vừa ăn muối vừa hát mới mặn mà được. Cái đó coi như bạn tưởng tượng có chén muối đây nè, tôi cầm chén muối nè bạn, coi như chấm đây nè. Thôi đừng có ép, trời ơi, quá. Chị là lạc dữ lắm, ép làm cái gì. Rồi thử ơi, hát bài vui vui lên cái coi. Em thì hát cũng không được hay. Rồi mà xin hát một khúc ra, đoạn mà anh ở đầu sông em cuối sông đi. Rồi đứng lên biểu diễn luôn. Thôi ngồi đi anh. Sao cho khán giả người vỗ tay, bên kia người ta thấy hứng thú chứ. Đứng lên. Coi như Hai Lúa nó mạnh dạn chứ coi. Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước dàm cỏ đông. Xa nhau đã chín ba mùa lúa. Được rồi. Hát đúng như cây lúa luôn. Thôi bây giờ
Hồi nãy giờ thì chị cũng không thấy, giống như bạn thôi, chị cũng không biết là cái bạn trai bên kia như thế nào, mà thấy khán giả ở dưới thì rất là vui cười vỗ tay hí hửng lắm. Thì bây giờ trước khi chị qua chị xem mặt cho em thì chị muốn hỏi em là bây giờ em mong muốn cái người bạn trai của mình là cái mẫu người như thế nào, về vóc dáng, về tính tình, để chị qua chị xem rồi ngắn gọn. Dạ, mẫu bạn trai lý tưởng của em á, thì em thích là thứ nhất á là chiều cao khoảng 100, cao khoảng 1m65 trở lên. Sao làm? Dạ, thứ hai là ngoại hình á thì năng động. Chị thấy có vẻ là năng động. Dạ, rồi đó. Dạ. Năng động quá rồi, luôn rồi đó. Chơi thể thao. Rồi thể thao dữ lắm à. Dạ. Dạ. Thứ ba là em thích đầu đinh. Đầu đinh? Dạ, mắt bồ câu nhưng mà con không phải con đậu con bay nha chị. Có nghĩa là mắt to ha. Mắt to. Mắt dạ. To. Mắt to. Bên đây tập tạ luôn. Dễ hòa đồng nữa chị. Tính tình hòa đồng. Dạ. Vui vẻ. Dạ. Ha, 1m65 đổ. Dạ. Lên. Thể thao. Mắt bồ câu. Mắt này mắt này lạch. Lạch. À, chào chị. Trời ơi, cái vụ gì đây trời. Đứng lên coi được 1m65 không? Dư chị ơi, em tới 1m7 lần. Em có chơi môn thể thao gì mà nhỏ xíu vậy? Dạ. Môn nào em cũng chơi được chị, mà không môn nào em chơi giỏi. Tập tạ rồi đi chứ. Chạy bộ với Tây Ninh rồi lên đi cho cơ bắp rồi nó cuồn cuộn chút chứ. Dạ. Trời ơi, cái gì vậy trời. Không, cái này chị không biết. Cái này chị khó nói lắm. Khó quá hả chị? Mẫu người yêu lý tưởng của em như thế nào? Tùy cái gu em, biết đâu gu em gu lạ, chứ gu chị là thua rồi đó. Để coi gu người yêu bạn trai như thế nào nha. Anh này cao trên 1m55 thôi. Mặt trái son, em thích mặt trái son. Mặt trái son hay mặt trái xoan? Trái son. Hai cái khác nhau nha. Mặt cây son. Son cái dài sọc rồi đó. Còn dài sọc. Rồi mặt trái xoan. Em thích mặt trái son anh. Hơi bầu một tí. Bầu bầu một tí. Dạ. Thích gì nữa? Dạ. Nếu mà mắt to tí thì đẹp hơn. Dạ. Bạn không thích gì ở người phụ nữ? Em thích, không thích những bạn nữ như là, thứ nhất là hay càm ràm, không biết thương người. Nói chung là thích tính thương người ở người phụ nữ hơn. Hiền thì tốt. Chờ chút xíu nha. Có càm ràm không? Em chào anh. Chào bạn. Dạ. Bạn có hay càm ràm không? Dạ không, em cũng không càm ràm hết á. Nói tiếng được, tiếng không được là quất luôn. Dạ. Càm ràm gì chứ. Thương người. Dạ có. Người nào thương mình thương lại không? Thứ nhất là em ưu tiên người già và trẻ em. Người già trẻ em. Dạ. Bên đây trẻ em đó. Dạ. Ưu tiên người già, trẻ em yên tâm đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho hai người gặp mặt nha. Cặp này tôi thấy khó đỡ lắm mà nha. Rồi rồi chứ dữ lắm mà. Màn đâu kéo lên. Hai người này đi ngoài phố hay lắm nè. Chào anh. Chị em hỏi là anh có thích ăn cay không? À, mình ăn thì ăn được thôi chứ không thích cay, mình thích ngọt thôi. Ủa, lý do tại sao bạn lại hỏi thích ăn cay hay dạ không? Tại vì em là gốc em người miền Trung á, Thừa Thiên Huế đó anh. Nên là em ăn cái món gì cũng phải có ớt. Đó, em hiểu ăn rồi. Cay lắm, nhưng mà ăn cay mẹ không có ghen. Dạ. Ủa bạn Nga ở đâu bạn Nga? Dạ em ở Sài Gòn. Cũng có món quà. Đợi nhắc tuồng nữa, có cái giỏ mà cũng đợi nhắc tuồng. Có cái giỏ mà cũng quên nữa. Chào, đi có một ruồi ngay đây nè. Dạ, em cũng có mà anh. Hai ruồi giống như nhau. Một ruồi viên á. Bên đây cũng cái một ruồi nè. Một ruồi viên. Ruồi ăn hàng dữ lắm luôn á. Có lời rồi. Có kết đôi hay không không biết mà hồi nữa ra bán cái đống bánh tráng này cũng kiếm được mới vốn rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định là chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn đặt tay ra phía sau thành ghế để nhấn nút. Nếu đồng ý thì chúng ta nhấn nút nha. Còn không đồng ý thì cơ hội sẽ qua. Lấy về là ăn bánh tráng với muối Tây Ninh không á? Ăn bánh tráng với muối không mà được nhiêu đó là cái tướng được vậy đó. 1 2 và 3. Biết lấy lòng người khác quá ha. Hai đáng, người đâu đứng sát sát vô coi hợp không? Đáng lẽ là không có chọn đâu đó. Tại vì có cái vỏ này mới chọn đó. Hai người thọt tay vô đây nè. Đây nè, vô đây à. Mình vô đây. Đó, nắm tay vô. Nắm vô, trời ơi, cái tay lạnh ngắt. Có gì đó. Về đi bắn muối Tây Ninh. Tường xíu đưa, xếp ra cho Tường, xếp ra chụp tấm hình kỷ niệm ấy. Hai người này lạ lắm nè. Thôi này cảm giác sao? Nắm tay là cảm giác sao? Lạnh anh ơi. Thấy được không?
quá được anh. Rất là quá được. À, mình cũng không ngờ là hai bạn lại quyết định là hẹn hò với nhau ha. Tại vì đối với mình thì cái đề cập này cũng hơi lạ. Hôm nay mình cũng không có dám nói gì nhiều, mình chỉ là đưa dắt mối dẫn đường vậy thôi, còn quyết định là do hai bạn. Hợp nhất là hai cái bục lùi bên này, cái bên này cái là. Hy vọng là hai bạn sẽ hòa hợp với nhau ở một cái chặng đường dài. Và chúng ta sẽ đưa nhau cùng về quê nhau chơi. Miền Tây xa xôi và miền Trung xa xôi, không có xa, khi mà hai trái tim ta xích lại gần nhau thì chúng ta rất là gần nhau. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên bước ra sân khấu. Chào bạn, mời bạn ngồi. Chào em tên là gì? Em tên là Vũ Thị Duyên, 29 tuổi. Em hiện sống ở quận 2 nhưng mà công tác ở Bình Dương ạ. Mình làm về ngành gì? Em làm kế toán ạ. Kế toán. Chúng ta sẽ đến với chàng trai. Xin mời. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Dạ. Có vẻ công chức quá nhỉ. Bạn làm nghề gì? Dạ mình là Minh Tuấn, 31 tuổi. Mình đang là kỹ sư hóa. Kỹ sư hóa. Tức là bạn có làm việc trong văn phòng hay là... Dạ, mình làm trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm. Mà nãy giờ Quyền Linh với Cát Tường đang bàn về cái việc là nơi công sở, thường thường những cái mối tình thường xuất hiện ở trong cơ quan. Bạn có bao giờ có mối tình trong cơ quan của bạn chưa? Dạ, trong cơ quan của mình thì cũng có bạn gái nhưng mà nói chung mình không có tiếp xúc được. Ủa sao vậy? Tại vì người ta chảnh quá. Ủa? Chảnh là chảnh sao? Bạn có thể cụ thể luôn sao? Tắt mình với không tới á. Mình không hiểu sao mà nhìn mình là người ta không dám nhìn. Ta không dám nhìn hay là mình không dám nhìn ta? Thì mình cũng có nhìn chứ. Mình ngu gì không nhìn. Nhìn ta, người ta không nhìn mình. Dạ, đúng còn rồi. Mình nói người ta chẳng. Dạ. Bạn nghĩ thế nào nếu như hai người trong cơ quan yêu nhau? Thì mình nghĩ là một điều tốt. Tốt. Bạn có quen ai trong công sở, trong chỗ làm của mình chưa? Mối tình đầu của em là tình công sở ạ. Ồ vậy hả? Mình quen được bao lâu? Quen 2 năm ạ. Bạn có thấy trở ngại gì không hay là nó... Dạ, cũng có trở ngại. Ví dụ như đôi khi bạn nam, bạn trai của mình giỡn với một người nào đó, bạn nữ trong công ty thì mình cũng... Khó chịu ha? Khó chịu, rất là khó chịu ạ. Bạn nghĩ nếu như mà tiếp tục gặp một cái đối tượng nữa cũng trong cơ quan, trong cái công ty của mình thì bạn có tiếp tục để mà tìm hiểu không? Thực ra thì em cũng không quan trọng cái chuyện là bạn đó có làm ở trong công ty hay ở ngoài công ty. Quan trọng là bọn em hợp nhau là được ạ. Rồi mình chia tay mối tình đó đến bây giờ là bao lâu rồi mình chưa có bạn trai lại ha? Em chia tay khoảng 2 năm rồi ạ. 2 năm nay là mình một mình? Dạ, lẻ bóng đi về. Tại sao? Tại sao? Tại vì em chưa gặp người phù hợp. Hoặc là nam thời buổi này hình như cũng hơi hiếm đó chị. Hiếm là sao em? Chị thấy cũng gì vậy? Hiếm là sao em? Một là người ta đã có gia đình rồi. Hai là hình như em thấy dạo này nó cũng hơi bong bóng hơi nhiều ạ. Để tôi hỏi bạn bên đây nha. Ý kiến bạn nữ bên kia, bạn thấy như sao? Không, mình chẳng quen lắm, mình chẳng quen lắm. Hả? Mình chẳng quen lắm. Cơ bản đầu tiên nếu mình lựa chọn thì bạn lựa chọn cái người bạn trai của mình là người như thế nào? Đầu tiên em sẽ chọn người thông minh và tế nhị. Tại vì người nam mà thông minh thì em sẽ phải không phải nói nhiều ạ. Nói ít hiểu nhiều ạ. Tế nhị là khi mà có thể là bỏ qua cho... Khi mà em nói cái chuyện gì đó, người đó có thể là nhanh hiểu hơn những người bình thường. Nhiều khi bạn nói khó hiểu hay sao hiểu? Dạ không, em rất là thẳng thắn nên là cái chuyện nó khó hiểu chắc ít đấy anh. Bạn thường thẳng thắn chuyện gì nhiều nhất? Tình cảm em cũng rất là thẳng thắn. Em nghĩ đó là cũng là ưu điểm của em ạ. Rồi, bạn thấy thẳng thắn nói. Thế khuyết điểm của bạn? Vui buồn thất thường. Chắc là tại vì giờ này hình như gọi là gái già rồi, tới tuổi này không có bồ nên thường tâm lý hay vậy ạ. Tâm sinh lý không ổn định ha. Dạ. Vậy lúc em buồn thì em làm gì? Em chỉ ở nhà rồi lên mạng thôi. Lên mạng thôi, có đi chơi bạn bè rồi nhậu nhẹt hát hò rồi gì không? Đó, nhược điểm của em là không biết hát ạ. Và chưa từng bao giờ hát ạ. Không thuộc bài hát luôn ạ. Bạn hôm nay bỏ đi gặp người đối tượng của mình mang cuốn sổ để làm chi vậy? Mình có một hợp đồng. Hợp đồng. Hợp đồng mới thôi được. Nhưng mà qua để chút xíu mình nói ha. Nói. Rồi, vấn đề là tiêu chuẩn của bạn để tìm bạn gái như thế nào? Dễ thương, năng động với lại là vui vẻ. Hình như ba tiêu chuẩn. Ưu điểm của bạn là gì? Mình có thể suy nghĩ và sáng tạo được. Khuyết điểm? Khuyết điểm là mình nhát gái. Nhát gái? Hồi đó giờ cũng trải qua mối tình rồi mà cũng nhát gái hả? Dạ, mấy mối tình kia toàn là người ta tới cua mình không. Bạn ơi, hay vậy? Vậy là giỏi rồi.
Không bao giờ bạn của ai chứ hả? Không. Vậy là nhát thiệt rồi á. Dạ nhát lắm. Nhát lắm. Rồi bây giờ tôi xem bên kia như thế nào nha. Chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn. Gái giàu. Đi ăn đứng nói đó, tôi nghĩ rằng cái câu mà bạn nói á khiêm tốn quá thôi. Trẻ, rất là trẻ ha. Có hợp với bạn bên đó không anh? Bạn bên đây đẹp trai. Đẹp trai. Bạn thích đẹp trai không? Bằng anh này được hả? Thì anh cũng lên tầm đẹp trai hả? Cảm ơn em rất nhiều. Tại sao cái mối tình trước đây của mình là bạn chia tay? Sau một thời gian tìm hiểu thì gia đình nhà bạn nam đó không có coi tuổi em thì không có được ạ. À có nghĩa là yêu nhau rồi nhưng mà dắt về nhà coi tuổi thì không hợp. Dạ. Rồi chia tay. Dạ. Rồi từ đó dẫn tới các xích mích về sau. Thì qua hỏi có coi tuổi không nha. Dạ em cũng đăng định chút xíu nữa gặp anh đó em sẽ hỏi câu đó ạ. Rồi để hỏi dùm luôn cho. Rồi sao sao chị. Bên đây đang sống với ba mẹ hả? Dạ đang sống với ba mẹ. Ba mẹ khó không? À, ba thì cũng khó nhưng mà dễ. Trước giờ có vì yêu ai mà vì tuổi chưa không hợp rồi chia tay chưa? À, chưa cưới nên chưa có tính gì đó. À, bây giờ đợt này quen là cưới chưa hay là quen chơi cho vui thôi? Quen cưới luôn. Cưới luôn phải không? Nếu không hợp tuổi thì sao? Có thể hợp tính là được rồi. Tính tính tính. Không mà tôi thấy rồi. Cặp này khó chịu lắm nha. Khó quá bớt bớt chút xíu đi chứ hai bên cũng. Bạn tuổi gì? Bạn tuổi gì? À, mình tuổi heo. Tuổi heo bên kia tuổi gì? Tuổi gì em? À, tuổi trâu. Trâu như heo. Rồi. Thôi tí sĩ tí sửa cho mẹ thành tiền ngồi hồi thôi tới xong cưới luôn đi còn gì nữa. Kéo màn lên rồi hai bạn nói chuyện thoải mái đi trước khi bấm nút tôi đọc hợp đồng. Anh hiện tại sống ở đâu ạ? À, mình đang sống ở quận 9. Quận 9 thì như gần quận 2 anh. À. Đi lại anh đỡ mất tiền. Anh thấy em có phù hợp với anh không? Mình cũng tại vì có em thấy anh đưa ra ba tiêu chuẩn thì hình như em có ảnh thế ấy. Hình như em đáp ứng được. Sao thấy thấy hợp không? Thì nhìn bề ngoài thì mình thấy cũng hợp. Còn bề trong sao? Chưa biết cái đó từ từ tìm hiểu. Rồi, hết thời gian. Đọc hợp đồng đi tôi nôn cái hợp đồng quá. Các bước qua đây. Xưa giờ lần đầu tiên tôi làm mai làm môi tôi mới thấy có cái hợp đồng lạ lạ này. Em soạn hồi nào? Là lâu lắm rồi. Ủa ai cũng đưa ra hợp đồng này hả? Dạ không, chỉ duy nhất là đây thôi. À đưa đây thôi đúng không? Dạ. Hợp đồng hẹn hò dựa trên cơ sở công bằng giữa trái tim với trái tim để đảm bảo một tình yêu chân chính bền vững và mãi mãi tươi đẹp. Chúng tôi gồm Duyên, Tuấn đã bàn bạc thông qua và đi đến thống nhất ký kết hợp đồng hẹn hò với các điều khoản hợp đồng như sau. Một, hẹn hò ít nhất 3 lần một tuần. Hai, mỗi ngày ít nhất 2 lần gọi điện và 10 tin nhắn. Trời ơi, tốn tiền rồi nha. Bên A có trách nhiệm tặng quà cho bên B. B vào dịp lễ hội. Bên A là bên em đúng không? Dạ, đúng rồi. Đừng nói bên đây nha. Bốn. Bốn, tuyệt đối không được vô tình hay cố ý gây đau tim cho đối phương. Đau tim trong ngoặc kép. Năm, khi hẹn hò bên A có trách nhiệm đến trước 5 phút, bên B không được trễ quá 45 phút. Lý hợp lý, hợp lý. Rất, rất, rất là chi tiết, rất chi tiết. Sáu, cả hai bên không liếc mắt đưa tình với một ai khác khi đi cùng nhau. Mở ngoặc đi một mình cũng cấm. Bảy, bên A không được tự tiện hôn khi chưa có sự đồng ý của bên B và ngược lại. Khó dữ vậy. Cái này mỗi lần hôn phải thỏa thuận hả? Tám, khi tình yêu đã chín mùi, bên B có quyền đòi hỏi chuyện kết hôn và bên A có nghĩa vụ đồng ý. Hợp đồng này được làm hai bản có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hạn khi hai không còn trên cõi đời này nữa. Nếu ai vi phạm hợp đồng sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành của người kia. Bên A ký tên bên B tên người, người làm chứng anh quyền linh chị Cát Tường. Tường. Trời ơi, cái này hơi căng à. Chắc mai mốt anh với em phải làm cái mộc quá, mộc công chứng tình yêu á. Rồi, à, bạn có đồng ý không? Thì ký vô nha. Bây giờ Phan để bấm nút á. Nguy hiểm quá vậy. Nguy hiểm quá, bấm nút xong rồi nếu được thì bắt ký vô nha. Sau 3 tiếng đếm, rồi chúng ta sẽ hạ hồi phân giải. 1
2 3 Vũ Hồn. Sao bạn nữ bấm chậm quá vậy? Hay là sợ ký kết hợp đồng rồi sợ hả? Có, tại run quá bấm được. Run quá hả? Vậy giờ ký ha. Giờ sao rồi? Nãy giờ em nghe rõ cái hợp đồng 8 điều khoản chưa? Dạ, nghe rồi ạ. À, không, từ từ đọc sao cũng được. Bữa sau em thêm phụ lục nữa chị. Ký. Ký vô. Vụ này mới á. Bình Hà ký rồi. Ký rồi. Bây giờ hai anh chị đóng mộc ạ. Trời ơi, thôi. Em ký vô đi. Trời ơi. Ký vô. Quý vị có ký không? Đây. Ký rồi đó. Đã ký, 4 bên. Chúc các bạn hạnh phúc. Và rồi, đừng để cái hợp đồng ngày hôm nay nó có gì trục trặc tôi với các tường mệt lắm nha. Chúc mừng hai bạn, mời hai bạn nắm tay nhau xuống dưới ôn lại hợp đồng. Ta sẽ đến với chàng trai. Xin mời. Chào bạn. Chào bạn. Dễ thương quá. Thì ghét. Trời, cười tươi ghê nha. Thì ghét kìa. Gì vậy lớn? Cười hoài luôn hả? Dạ. Nó chơi chứ ngồi mòn ngồi với bạn. Mướp ma, mướp miếp, mỉm mỉm, mập mạp, mê mé. Trời ơi, tóc dễ thương nữa. Tóc là quan tự nhiên hả bạn? Dạ. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Thuận Nguyên. Thuận Nguyên? Dạ. Bao nhiêu tuổi? 26. 26, Thuận Nguyên, dễ thương lắm các tường ơi. Rồi, để đó đi từ từ. Và bây giờ, mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Oh. Mời em ngồi. Ôi, cái gì mà lỉnh kỉnh nhiều thứ quá vậy nè. Chào chị Cát Tường. À. Chào anh Nguyên Linh. Chào em. Chào tất cả mọi người. À, hôm nay em tới đây em có hoa tặng chị. Ồ, tặng chị đó hả? Dạ. Cảm ơn em nhiều nha. Em có bánh tặng mọi người. Ồ, hôm nay này tặng chương trình ha. Cái này nhiều lọc quá. Em vừa kinh doanh luôn. À, vừa kinh doanh luôn ha. Là em làm luôn hả? Dạ, mẹ làm. À, rồi em có biết làm không? Dạ, biết. À, mình phụ mẹ làm hết rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trước tiên là bạn tên là gì nè? Dạ, em tên là Mỹ Anh. Rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và rất là dễ thương. Mình đang làm công việc gì? Hiện em đang làm kế toán bên nhà hàng tiệc cưới. Công việc làm thêm của em là em bán bánh ít cho mẹ. Mỹ Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 28 tuổi. Bà 28 tuổi là sinh năm bao nhiêu? Theo thực của em á là sinh năm 87. À. Nhưng mà khai sinh là khai sinh năm 88. Nếu 88 thì mới có 26 thì nhiên nói 28. Mình phải muốn mình trẻ hơn chứ, đâu có ai là phụ nữ mà đi khai cho tuổi lớn hơn chi vậy trời. Tính tôi mụ nữa chị. Trời đất ơi, không có được, thì là mới có 26 tuổi thôi. Chúng mà đừng có đi sâu vô tuổi nữa. Ơi. Tuổi tác không quan trọng trong tình yêu đâu. Bây giờ mình cứ hỏi về tâm lý chọn người thế nào thôi. Đúng rồi, à. Bây giờ bạn xác định đến với chương trình là mình tìm bạn để mà yêu đương hay là mình đi đến hôn nhân luôn? À, nếu được thì đi đến hôn nhân luôn. Nếu được, vậy thì như thế nào mới là được? Tính tình thì phải hợp với em. Tính em á, người ta mới tiếp xúc á, người ta nhận xét rất là đanh đá. Mình ra không thích phải không? Nhưng mà thực chất là em không có đanh đá. Hôm nay bạn đến đây với một cái cảm giác như thế nào? Mong muốn là tìm được cái người thích hợp. Hồi đó giờ bạn có đi tìm chưa? Dạ cũng có. Có gặp bao giờ người gần thích hợp với mình chưa? Cũng có một mối tình. Bao nhiêu lâu? Dạ cũng 2 năm rồi anh. Hai năm vừa qua là bạn chưa tìm được ai? Dạ. Em cũng có thấy nhiều bạn gái nhưng mà cái tính cách của họ không hợp với em. Tính cách như thế nào là không hợp với em? Hơi đanh đá. À, đanh đá, không thích đanh đá. Dạ. Bởi tính cách bạn hiền đúng không? Dạ. Rồi bạn thích như thế nào? Hiền, năng động một chút, biết không? Cái người đàn ông của mình là người như thế nào? Em nghe người ta nói á, đàn ông mà đẹp trai á thì không chung tình. Giống anh Nguyễn Linh vậy đó. Ai nói vậy? Rồi, hả? Tiếp. Mà đàn ông chung tình á thì không đẹp trai. Mà đàn ông chung tình mà đẹp trai á có vợ hết rồi. Rồi, tiếp. Mà đàn ông á chung tình mà đẹp trai mà không có vợ á thì không thích gì ai. Cái này được. Woohoo. Rốt cuộc vậy bạn muốn lấy người đàn ông nào? Nhìn mặt mày cho sáng láng xí, tướng người phải vạm vỡ xí. Thôi rồi. Ngon, bên đây ngon. Mày sáng mà láng to luôn. Vạm vỡ luôn. Ôm em á thì mặt em sẽ ngang ngực thì rất là tốt. Có nghĩa là người đó phải cao hơn em. Mình đó cao 1m mấy vậy? 1m90 vậy đó. Chắc được.
Vậy nãy giờ bên kia nói vậy, bạn có thấy mình hợp ý bên kia chưa? Nói cũng hợp đấy chứ. Mình hợp bên đó hả? Dạ, 80%. 80%? Dạ. Còn những gì mình chưa đáp ứng được bạn có thể nói ra luôn. Có cái điều mà bạn nữ bên kia đánh đá, nhưng mà có thể cái đó là về tìm hiểu sao. Cái đó là người ta nói người ngoài nhìn vô tưởng như vậy thôi. Nhưng thật ra là em không có đánh đá. Sở thích của bạn là gì? Em thích đi du lịch bụi á. Em thích đi cảm nhận cuộc sống. Thường mình đi là mình đi với ai? Em đi một mình. Đi một mình? Tháng trước em đi từ Bình Định em ra Đà Nẵng, Huế, Hội An, Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi ra ngoài Hà Nội, rồi bay ngược vô Sài Gòn. Con gái một thân một mình đi một mình mười mấy ngày ngoài đường vậy đó, đi hết điểm này qua điểm khác. Dạ. Ồ, đó cũng là một trải nghiệm rất là thú vị đúng không các bạn? À, qua chuyến đi này em thấy cuộc sống rất là nhiều người tốt. Tại vì em nghe các bạn trẻ nói cuộc sống này sao chán chường này nọ, nhưng mà em đi rất là thú vị. Đi chơi mười mấy ngày vậy rồi có khi nào nhậu nhẹt gì không? Em á là rất thích nhậu. Trời ơi, nhìn nhỏ nhoi vậy mà rất thích nhậu. Dạ. Nhậu được nhiều không, mấy chai? Nhiều lắm chị. Mấy chai? Thử coi có ngang hàng với chị được không? 14 lon 33. Hả? Thôi tôi xỉu. 14 lon 33, em là cao thủ. Trời ơi, giờ bây giờ em có thích bạn trai em biết nhậu không? Tốt nhất là nên biết nhậu. Thôi để tôi coi mặt qua đây coi. Wow, nặng dữ. Không được rồi. Thôi tôi biết nhậu không? Biết nhậu không? Dạ biết. Bụng này bụng bia nè, mấy chai? Bên kia 13, 14 lon đó. Đừng có nói thách, nói thử thật đi rồi về mình luyện thêm. Dạ, 2-3 chai. Nhưng mà bạn nghe bạn nữ bên kia nhậu gì bạn có lo lắng gì không? Thì bạn nữ bên kia nếu mà nhậu không được thì em nhậu giùm. Nhậu giùm? Người ta uống 14 chai. Chú uống có 2-3 chai mà chú đòi nhậu giùm là giùm sao chú? Tự tin quá à. Nhậu giùm là nhậu giùm sao? Em thấy bạn nữ mà xỉn rồi đó thì em sẽ tiếp tế. Tiếp tế thì sao? Thì bạn mới nghĩ là em nhậu tiếp. Chứ đừng có thấy người ta xỉn cho mình dở trò sầm sỡ nha. Ê, không. Ai kỳ vậy? Bà, ta mặt hiền gì mà nói kỳ vậy? Tôi nghi lắm, ai nói hiền? Trời ơi, coi kìa, coi tóc quăng vậy mà kêu bằng hiền. Khó đâu ha. Trời, đánh giá người ta qua tóc sao được. Để anh xem xem. Thôi, tôi đẹp. Không thích. Chào anh. Chào em. Trời đất ơi, làm lúc 14 lon vậy đó hả? Anh không hiểu tại sao thường phụ nữ thích lấy chồng là không có nhậu, mà chị em thích lấy chồng nhậu là sao, anh không hiểu à? Đàn ông mà không biết nhậu á, hay lúc buồn hay lúc bị stress á, sẽ đi tìm cái khác. Trời đất ơi, đâu có phải vậy em, anh có đâu biết nhậu, anh có tiệm gì đâu. Anh tiệm gì sao tao biết được. Nghĩ là sai lầm á, lấy chồng mà chồng không nhậu là mừng chứ sao mà phải lấy chồng là nhậu là sao. Thôi, nhưng mà phải nhậu. Phải nhậu. Đúng rồi. Em phải nhậu hả? Bắt tay với em, chị đồng ý quan điểm đó. Rồi, nhậu nó mới vui, vậy nó mới vui. Rồi rủ rồi chồng nhậu, chồng xỉn lên nhậu hoài, vậy hai chồng nhậu hết rồi ai lo con cái. Ủa dạ không anh, nhậu này là nhậu có văn hóa. Nhậu có văn hóa là sao? Hay chưa? Nào, có nghĩa là mình nhậu mình giảm stress, chứ không phải là mình nhậu là mình bét nhè. Nhưng mà nhậu riết có ghiền rồi sao? Nó không có ghiền. Sao em biết không ghiền? Tại vì con người mình phải tự điều tiết được bản thân mình. À hay ha, điều tiết ha, chữ điều tiết này được nè. Chứ không điều tiết là mệt lắm nha. Không ai giống như anh đâu, mà từ lưa đó, không biết điều tiết. Đi về đi. Ủa làm gì tôi biết điều tiết? Tôi điều tiết dữ lắm luôn rồi đó. Chứ không nãy giờ tôi bực mình cái chuyện mà lấy chồng là khoái chồng nhậu quá nha. Em thấy con gái mình nhậu quá em có sợ không? Hơi sợ. Hơi sợ gì, quá sợ luôn chứ. Bây giờ là cho hai bạn nhìn mặt nhau được chưa anh Linh? Nhìn đi. Rồi kéo màn lên. Đó, bên đây mỏng manh, bên đây có vẻ thể là che chở ở đây được rồi đó. Lần đầu tiên thì mình có món quà mình gửi cho bạn. Cảm ơn bạn. Mình cũng có quà cho bạn. Cảm ơn bạn. Bạn bây giờ bạn làm ở đây luôn hay làm ở đâu? Đúng rồi, mình làm bên Phú Nhuận. Vậy thấy cuối tuần bạn có thời gian rảnh để đi chơi với mình không? Thường ấy thì công việc của mình làm bên tiệc cưới, mình phải làm thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà không sao, ví dụ như mà tiến tới thì sắp xếp được hết. Tính mình rất là thẳng, nếu như bạn chấp nhận thì chấp nhận, không thì thôi, ngay lúc đầu thôi. Mình hỏi bạn vậy nha, theo kế hoạch của mình á, năm nay mình cưới có nghĩa là trong vòng 3 tháng hoặc là 5 năm sau mình cưới, nếu như quen nhau thì bạn chấp nhận không? Mình cảm thấy bạn nói vậy hình như bạn đang tính cái đường dài của mình rất là nhiều. Đúng rồi, tại vì mình tới đây là mình cũng xác định là mình tính đường dài mà. Nhưng mà thôi mình tính đường ngắn đi. Tối nay bạn rảnh không? Tới ngay. Bạn rảnh thì mình... Cái thằng này nó trả lời bực ghê luôn ta. Không có yes no mà nó cứ tầm đi lòng vòng không, mình tức chết. Trời ơi trời. Tối nay có thích đi nhậu với mình không? Ai trả tiền? Trời ơi, ai trả tiền? Tiền thì mấy trả.
Tối nay hai đứa đi nhậu đi, chị với anh Huyền Linh trả tiền. Không, nói thật chứ đi ăn thì mình sẽ trả tiền. Tính mình á là ban đầu chưa quen á thì tiền ai nấy xài. Mà sau khi quen á thì mình chi tiêu phải cho tiết kiệm hợp lý. Ví dụ mình thương một người á là mình phải lo lắng giùm cho người ta nữa. Chứ mình không thuộc dạng phụ nữ là xài phung phí. Nên bạn an tâm phần đó. Thôi hết giờ rồi đó, hiểu rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 khắc đếm. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3. Bạn đừng nói tôi, tại vì bạn thích tối nay đi nhậu nên bạn đồng ý chọn hoàng trai bên kia nha. Dạ không phải, tại vì khi mà quyết định tới chương trình này là bất cứ trường hợp gì em cũng bấm nút. Lý do? Tại vì em là một người dễ thương mà, luôn welcome tất cả mọi người. MC đứng hình. Tôi đứng hình luôn. Còn bạn trai, tại sao bạn lại đồng ý chọn bạn gái? Bạn ấy rất là dễ thương à. Nói chung hai bạn này rất là hợp nhau ở chỗ mỗi người đeo mắt kiến giống nhau. Đừng có nghĩa lớn. Thôi sao cũng cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và chúc hai bạn có những trải nghiệm thật là thú vị trong cái con đường tìm hiểu lẫn nhau. Và bây giờ thì hai bạn có thể nắm tay nhau. Rồi. Mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên bước ra sân khấu. Wow, rất là xinh xắn, nhỏ nhắn và đáng yêu. Rồi, mời em ngồi đây. Em tên là gì, bao nhiêu tuổi? Em chào chị Cát Tường, em tên là Hồng Thấm, năm nay em 26 tuổi. Hiện em là quản lý cho công ty về kinh doanh về bia nhập khẩu từ Đức. Bia hả? Dạ. Mình có hay uống bia không? Dạ có thử thôi chứ không có uống. Mình uống được mấy chai là nhiều nhất? Nửa ly. Nửa ly hả? Bên kia. Mời. Rồi, xin chào bạn Hồng Thấm. Rồi, xin chào, mời chàng trai chúng ta. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Đầu tiên xin gửi tới quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay và quý vị khán giả xem truyền hình lời chào trân trọng nhất. Em là Vũ Văn Quyền, 40 tuổi, nghề nghiệp là chuyên viên kế toán, hiện đang công tác tại công ty Tài nguyên và Môi trường 15. Quê ở đâu? Quê ở Hưng Yên. Hưng Yên đó, cái giọng nói rất là lạ các bạn. Mình thì quê ở đâu? Dạ quê em Long An chị. Long An. Long An. Miền Tây rất là dễ thương ha. Dễ thương như vậy mà chưa có bạn trai hả? Lúc mà thời sinh viên á thì lo học, lúc mà ra trường thì lại lo làm. Bây giờ đã nôn lấy chồng lắm chưa? Cũng không nôn lắm nhưng mà muốn tìm bạn trước. Muốn tìm bạn trước? Dạ. Bạn muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Chững chạc, có cái ý chí cầu tiến trong công việc, như là quyết đoán, thân thiện. Rồi cái điểm nào thì bạn lại không thích ở người bạn trai của mình? Nói nhiều. Bạn tự nhận mình có nói nhiều không? Vừa thôi. Chuyên viên kế toán là tính toán dữ lắm nè, chi ly dữ lắm nè. Kế toán thì làm theo chuẩn mực rồi. Nữa về có tính toán với vợ không? Không. Đấy tính toán trong công việc thôi. Cuộc sống thì không tính toán. Bạn có khó với nhân viên không? Không, bình thường cũng hòa đồng vui vẻ. Không khó sao 40 tuổi chưa có bồ. Lý do là mấy cũng có thể là có bồ. Lý do nào? Có thể là kể ra một vài cái lý do chính rồi. Thôi vì đây nó cũng dài. Rồi. Em đã yêu và từng yêu được 2 mối tình rồi. Qua tìm hiểu thì cái cảm nhận ấy là bạn gái ấy thì không hợp về sở thích, rồi là tính cách, rồi là quan điểm. Rồi cũng có thể là do ít đi giao lưu kết bạn nữa. Cho nên là đến bây giờ chưa có bạn. Bạn thích người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình ấy thì vừa phải. Vừa phải làm sao? Vừa phải thì anh chị có thể tự hiểu. Tự hiểu nữa. Vừa phải thì cỡ ai thì thí dụ cụ thể cỡ chị Cát Tường vừa phải chưa? Chị Cát Tường cũng có thể là vừa phải rồi. Trời ơi, tôi mà vừa gì. Bạn trai mình 40 tuổi, bạn 26 đúng không? Dạ đúng. Bạn có ngại một người bạn trai lớn hơn mình nhiều quá vậy không? Tuổi tác nó không có thành vấn đề chị. Vấn đề là có hợp nhau không, có tình cảm với nhau hay không chứ. Nhưng mà anh ơi, bên kia ảnh có nhìn có già lắm không? Đâu già, nhìn trẻ măng à, 40 nhìn tưởng đâu 20 à. Thôi, nó quá nói chuyện thật đi để bên đây người ta tính. Tình yêu thì không phân biệt tuổi tác anh ạ. Đúng rồi, đừng hỏi tuổi già, nhưng có ai nói mình già không? Không, không có ai đoán đúng tuổi hết. Chỉ đoán tầm khoảng 30 đổ lại thôi. Wow, không ai đoán hết là tầm 40 tuổi. Một lát tôi qua tôi coi nha. Bên kia thì bạn có yêu cầu gì với người bạn gái bên này không? Tính cách thì bạn ấy năng động, hoạt bát, hòa đồng, vui vẻ, cởi mở, thân thiện.
thông minh một chút cũng được. Trời ơi, nhiều quá. Thôi bạn không thích ở điểm nào? Hay cằn nhằn là không thích rồi. Bạn hay nói xấu người khác là cũng không thích nữa. Có nói xấu ai không vậy? Dạ không, tính em thẳng lắm, không có, em nói thật luôn rồi chứ không có cần nói xấu. Nói chung là thích bạn chân thành và thẳng thắn. Sở thích của bạn là gì? Chơi thể thao, ca nhạc. Bạn có thần tượng ai không? Ca sĩ Mỹ Tâm. Mỹ Tâm, có thuộc bài nào của Mỹ Tâm không? Không, không thuộc bài nào của Mỹ Tâm hết, thích nghe thôi. Thích nghe thôi. Rồi về vợ mình bắt mình hát rồi sao? Lúc ấy em bắt thì thuộc rồi. Thế có thuộc bài nào không? Có thuộc chút một bài khác thôi nhưng không. Thuộc bài khác là bài nào có thể hát thằng bạn gái bên truyền bài thử thôi. Em có thể hát bài Bức Thư Tình Đầu Tiên được không ạ? Rồi được. Nói chung là khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây lấy tim anh tình yêu bất ngờ. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Rồi, quan trọng là, cái câu là anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, quan trọng là câu đó. Muốn mấy đứa trẻ? Dạ. Hả? Trời em. Khả năng ảnh nuôi được tới đâu thì... Anh là chuyên viên kế toán, tiền nhiều lắm, nuôi thoải mái đó. Muốn nhiều. Thì mình khả năng mình sanh được nhiều thì sanh mấy nhiều. 40 tuổi rồi đó, người ta muốn sanh ào ào luôn đó, em có đủ khả năng không? Em cũng không biết nữa. Rất là dễ thương. Ngôi nhà và những đứa trẻ. Bây giờ tôi coi hồi nãy quảng cáo với tôi á, là 40 mà nhìn vô như 30 đúng không? Chào à. Chào anh, không 30 đây. Thiệt, 30 thiệt. Có 40 thiệt không? Thật mà. Không gạt nhau nha. Không, có sao gạt. Khả năng sinh được mấy đứa? Bây giờ nhà nước thì cho đẻ hai thôi. Chứ còn... Nhà nước cho đẻ hai lần hay cho đẻ hai đứa? Hai đứa. Có xịt kem dưỡng da không? Không, không, bình thường. Mặt láng bóng vậy? Không, không có dùng cái gì hết, tự nhiên như thế thôi. Tự nhiên? Vâng. Thề đi. Thề. Tạm tin nhá. Chàng 40 tuổi nhưng mà rất xứng đôi với bạn. Ơi, chúng ta chuẩn bị kéo màn lên cho hai người gặp nhau ha. Ta kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Anh ở đây sống có một mình à? Độc thân thôi. Anh vô Sài Gòn bao lâu rồi? Hơn chục năm rồi. Cảm thấy anh như thế nào? So với cái tuổi thì đúng thì anh rất là trẻ hơn cái tuổi anh nói là 40. Nói chung cũng có một chút thiện cảm. Làm gì nhìn sai lắm vậy? Nghe luôn vậy? Nói gì anh cũng rất là ấn tượng với em. Lần đầu tiên gặp em rất là trẻ trung, rồi là dịu dàng, dễ thương. Dạ, anh có ngại là em nhỏ con hơi gầy vậy không? Không. Thường cái này đường... rất là người rất là chuẩn ấy. Đâu có chuẩn nào, dễ sợ. Có chuẩn. Hồi nãy tôi ông cũng chuẩn, bây giờ gì ông cũng chuẩn, không biết chuẩn sao. Theo cái nhận xét của người khác á thì đúng là em cũng xinh xinh nhưng mà em hơi gầy. Em là phải ăn cho mập lên một chút xíu thì nó sẽ xinh hơn. Đúng rồi. Anh ráng nuôi cho khéo nha. Bồi dưỡng cho chút là đẹp hơn. Dạ. Vì nãy mới nói chuẩn xong giờ nói hỏi thế con người này không có lập trường vững nè. Vô tình không, yêu đi. Không biết nói gì nhiều hơn. Có thể là anh em mình hẹn hò nhau nhé. Thích hẹn ở đâu? Thì chỗ nào nó lãng mạn chứ. Tháng gì đưa vợ nhiêu tiền đi chợ? Đưa hết. Giữ lại tí rồi. Thiệt nha, nhớ đưa hết nha. Đưa hết. Nè, tôi với Thường Linh làm bằng chứng nha. Đúng. Giờ nói câu gì cho nó lãng mạn chút xíu coi. Anh em đồng ý hẹn hò nhé. Dạ, em đồng ý hẹn hò. Khỏi bấm chuông luôn. Bấm gì nữa. Thôi nhưng mà cũng phải bấm. Thôi khỏi bấm nữa. Hai người tự xuống luôn đi. Rồi, bây giờ đặt tay ra sân sau. Theo quy định đếm tới 3 đàng hoàng nha. 1. Bấm sớm là bị loại đó. 2. Hứa là không có bồ khác nha. Không, không, không. Không có bỏ người ta giữa đường nha. Mấy người trước ai bỏ?
Cái này anh thì cái hỏi cái chuyện quá khứ nên là hơi khó trả lời. Sao cảm nhận hai bạn thế nào? Nắm tay nhau. Trời ơi, có rung không? Hơi rung rung. Hơi rung rung ha. Đáng về bồi dưỡng cho bạn này mập mạp lên tí xíu nha. Chúc hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Xin kính chào quý vị. Có thể nói ngày hôm nay là một ngày vui đây. Hồi sáng bước ra đường thì thấy có một điều may mắn rồi. Điều may mắn là điều gì? May mắn là chúng ta sẽ kết đôi được hai cặp đó. Tìm ra một người phụ nữ của gia đình, tìm được người đàn ông của gia đình. Vậy em hỏi anh nè. Ừ. Là lúc mà anh tìm được chị đó, anh có thấy đó là một cái điều may mắn của anh? Nói chung là cái duyên số thôi. Khi về sống với nhau thì mình mới cảm giác được là may mắn hay không may mắn. Mà cái đoạn đường đi tìm đó nó có khó không? Nói khó thì cũng đúng, mà nói dễ cũng đúng. Ta nói là duyên số, có đôi khi kiếm cả đời chưa gặp, có đôi khi chỉ cần 5 phút thôi, thậm chí là 1 giây thôi, chúng ta đã gặp được cái người phụ nữ của gia đình. Bây giờ mang hạ xuống. Đúng rồi. Lúc nhỏ cái tầm 5 tuổi á thì mấy tuổi? 8 tuổi. 5 tuổi là 5 tuổi. Rồi xin mời chàng trai của chúng ta. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ em tên Đỗ Ngọc Long ạ. Đỗ Ngọc Long bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 34 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Xin chào chị Cát Tường. Bạn giới thiệu về mình đi. Em tên Ánh Tuyết. Tính ra thì năm nay em 29 tuổi. Hiện giờ em đang làm gì ở đâu? Dạ em làm kế toán ở bên Tân Bình đó chị. Tại sao em biết được chương trình mà em đến? Tình cờ thì một buổi chiều ngồi buồn buồn em bật HTV7 em lên em coi thì em thấy chương trình. Lúc đầu thì cũng không quan tâm nhiều, nhưng mà sao thấy mình ế quá thôi cứ thử đăng ký thử tìm được nữa mình. Bạn có coi TV mà bạn biết có chương trình, bạn muốn hẹn hò đến đây? Thật sự thì em rất ít xem TV. Bạn em thì sẽ xem. Bạn em hiện tại đang ở Hà Nội. Bữa đó em ra ngoài chơi thì bạn mày kiểu này già đầu kiểu này rồi mà mày cứ tối ngày mày chui kiểu này thì làm sao mà mày có được vợ. Bạn em nói bây giờ mày tham gia chương trình này đi. Phải nói rằng bạn em nói đúng rồi, cảm ơn bạn nhé. Không, bạn không, không bạn, bạn em không có ở đây, bạn. Ủa, em ở ngoài Hà Nội. Hy vọng là bạn em ở Hà Nội sẽ nghe được em. Dạ, cảm ơn bạn em á. Dạ, dạ. Rồi em làm nghề gì? Dạ em làm sai vặt anh. Là ai đó? Dạ vâng, khách hàng họ sai bên em làm gì thì tụi bên em sẽ làm đấy. Trong cái lĩnh vực của bên em. Lĩnh vực chính là lĩnh vực gì? Ừ, dạ, ra đây tiền thể thì em gửi tặng anh một... Lên đây quảng cáo luôn. Dạ vâng. Cái này đây... Là phần cuối hả? Dạ không, anh cứ mở ra thì anh sẽ thấy được cái lĩnh vực về bên bên em. Phiếu chăm sóc thiết bị. Dạ, tức là bạn làm về thiết bị công nghệ đó hả? Dạ vâng ạ. Rồi hôm nay đến đây tìm người yêu thì muốn người yêu thế nào đây? Lúc nhỏ cái tầm 5 tuổi á thì mấy tuổi? 8 tuổi. 5 tuổi. Dạ 5 5 tuổi. Rồi tôi hỏi bằng câu này để bạn dịch cho tôi coi. Thuốc Lào ở nước nào? À thuốc. Tôi nói thử đi. Thuốc nào ở nước Lào? Thuốc Lào ở nước nào? Thuốc Lào. À đúng. 2 3. Thuốc nào ở nước Lào? Thôi mệt quá. Để tao hỏi chuyện bên đây nè. Cái mẫu người của em thích là? Dạ mẫu người của em thì đơn giản lắm. Được 50% của ca sĩ Thanh Bùa và 50% của anh Quyền Linh là được. Quyền Linh là được rồi. Ủa mà 50% cái gì của anh Quyền Linh là bạn thích? Dạ anh Quyền Linh thì em thấy anh hấu hỉnh và đảm đang. Thì 50% cái gì của anh em không thích? Đừng có cài hàng nha. Cái gì người đó giống anh Quyền Linh đi. Đằng này giống Quyền Linh 50% mà giống một người khác 50%. Thì có nghĩa là có 50% của Quyền Linh người ta không thích. Khó không em? Dạ không anh. Thời gian rảnh rỗi thì bạn thường hay làm gì? Em thích nằm ở nhà của mình em coi tivi. Vậy sao có bồ được. Bây giờ nè để tôi hỏi chàng trai bên đây coi. Em thích nhất điều gì ở người phụ nữ? Sống cho gia đình. Đơn giản là như vậy thôi. Thế thôi. Ngoại hình như thế nào? Ngoại hình tương đối là được. Tương đối là khoảng bao nhiêu?
người ta 7-8 thì tầm từ 50 được rồi. 1m50 hả? Không, tức là cái điểm, thang điểm. Nhưng mà theo thấy thì mỗi con người đều có một cái giá trị khác nhau. Mình không thể đem người này để so sánh với người kia. Một người mẫu chưa chắc đã hoàn hảo, một người xấu chưa chắc đã là xấu hẳn. Quan trọng là cái người phụ nữ đó biết được cái ưu điểm của mình để phát huy hay không. Vậy bạn nữ bên đây, bạn nghĩ cái ưu điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là chịu khó, cẩn thận, cũng năng động. Cái đấy em kết. Em hy vọng cái người ngồi bên kia cái bức rèm này là người như thế nào? Một người đàn ông của gia đình biết quan tâm chia sẻ. Vậy ha. Bây giờ chị coi mặt anh giùm em. Bây giờ chuẩn bị coi mặt đi, nhưng mà trước khi coi mặt anh hỏi nè. Dạ. Bên kia nói ưu điểm, nhược điểm coi. Bạn thấy ưu điểm của bạn là gì? Không rượu, không thuốc, không chè, không chơi cờ bạc, không có đè lung tung. Nhưng mà cái này thì em... Cái gì? Không có đè lung tung em. Hả? Dạ. Lạ vậy? Dạ, dạ. Chỉ đè đúng chỗ thôi chứ không có đè lung tung em. Khuyết điểm là gì? Đôi khi lạnh lùng. Lạnh lùng với bất kỳ ai? Như giả sử là người phụ nữ khóc chẳng hạn, đôi khi em không dỗ mà em cứ để cho khóc luôn. Ủa tại sao vậy? Tại vì khóc thì bạn cứ khóc một mình đi, nhưng mà cười thì tôi sẽ cười với bạn. Có nhõng nhẽo không? Có hay khóc không nè? Cái gì vậy, cái đó em không có nhõng nhẽo. Không có khóc phải không? Em cũng lạnh lắm. Nhưng bây giờ nếu như bây giờ cái bạn bên kia hợp tình, hợp lý, không hợp tuổi, bạn có đồng ý lấy không? Cái đó thì phải suy nghĩ rồi. Suy nghĩ và quyết định đi, để ta mở màn lên coi nè. Được. Được không? Chắc chắn không? Được. Thì muốn vợ chưa? Vợ thì muốn lâu rồi đấy. Rồi bây giờ đến coi anh coi coi. Cô này bên đây thế nào nha? Xin chào bạn. Dạ, phải hỏi cô này, cô có cần coi tuổi không nè? Em có cần coi tuổi không? Dạ, có anh. Cô cần coi tuổi hả? Dạ. Tuổi hợp với em là tuổi gì? Dạ, 85, 83, 81, 80, 79, 78 vậy đó. Có số nào không? Có. Số nào? Có một số. Số nào? Số 81. Có số 81 rồi hả? Dạ. Ủa, tại sao mình phải hợp tuổi là sao? Tại ba em có chứng kiến nhiều cặp đôi thấy hợp tuổi, hai vợ chồng làm sao người ta hợp với 1-2 tuổi thôi em hợp, nhưng mà cái chục tuổi thấy ba em coi á chị. Bây giờ em có không thích cái điểm gì ở người đàn ông không? Cọc tính. Không, anh này nghĩ chắc không đến nổi đâu. Vậy có điều là không có dỗ dành, không có dịu dàng thôi chứ không đến nổi cọc đâu. Rồi cái gì nữa? Nhanh nhở ở giờ. Cái chuyện mà nham nhở thì phải coi lại. Để chị coi lại cái gì đó coi. Dạ chào chị. Chào anh. Dạ vâng, chào. Thế chị, anh nghĩ mình có nham nhở không? Nếu mà với người yêu thì chắc đôi khi là có. Chứ tôi thấy cái ánh mắt anh nhìn tôi cũng có vẻ nham nhở lắm. Có nham nhở đó em à. Hồi em nhìn trực diện 2 phút đó để em thấy cái mức độ nham nhở nó bị. Rồi bây giờ màn kéo lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để nhấn nút hay là không nhấn nút. Màn đâu, kéo lên. Rồi, anh có 2 phút để nham nhở. Anh có gì muốn hỏi em không? Đó, thấy chưa? Qua việc nói chuyện lúc nãy thì nghe em thì anh thấy là sau bữa hôm nay nếu như có vấn đề gì không hài lòng thì chúng ta tối nay có thể về ngồi có bàn phím. Bàn phím mà nhiều khi nói hay lắm nha. Không, em không có gõ bàn phím thì em nhấn điện thoại. Nhưng mà anh chỉ có ngồi máy tính thôi. Em muốn gặp trực tiếp. Gặp trực tiếp được thôi. Đi quảng cáo à. Đây là cái phần về mảng dịch vụ của bên anh. Thì em có thể chọn một trong các cái lá phiếu. Trời ơi. Chị bốc thăm trúng thưởng. Để em gửi chị. Có thưởng gì không? Dạ vâng. Dạ em không thưởng gì hết. Tức là chị sẽ sai bên em làm cái gì thì em sẽ làm. Thôi ta có 2 phút nói chuyện đi rồi quảng cáo hoài. Anh chạy xe cá nhân không? Không, anh chạy rất là chậm. Ủa tự nhiên hỏi chuyện chạy xe gì vậy? Dạ. Không, em đi xe không? Xe. Em đi dạ. Xe không? Dạ có chứ. Em đến nhậu không? Dạ. Nhậu thì chắc cũng... Hỏi cài hàng năm mới đó, không có biết đó. Ít ít thôi chứ không có nhiều. Ít, anh thì không nhậu được. Cho nên nếu em biết nhậu thì nếu, đi nếu, mà có nếu, nhậu nếu chứ phải nếu có nhậu. Dạ vâng, em xin lỗi anh nhưng mà thay từ từ sửa. Dạ. Nếu mà gì đó thì anh đi. Nếu 2-3 nếu thì lúc đó em sẽ uống thay anh sẽ là người chở em thôi. Sao anh không hỏi em uống được bao nhiêu mà không thấy. uống bao nhiêu không quan trọng, biết uống là được rồi. Uống xong em xỉn chứ anh. Thì anh chở em ra. Để đâu? Có dự định kết hôn mà hỏi hoài vậy. Thấy nham nhở chưa? Em uống đi, uống nhiều cũng được. Bây giờ nếu như hợp nhau có kết hôn liền không? Em muốn nhưng mà người ta không muốn thì sao anh? Bạn muốn không? Dạ cũng hên xui. Thấy chưa? Hên xui là sao? Bởi vậy em nghĩ là giữa anh với em chúng ta cần có một thời gian nữa. Nếu hợp thì chừng nào cưới và tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ như thế nào về gia đình? Gia đình là một cái... tế bào của xã hội rất là quan trọng với cuộc sống của mọi người. Anh đề cao quan điểm gì ở người phụ nữ?
Đối với anh là người phụ nữ cần phải biết sống cho gia đình. Người phụ nữ này còn sống cho gia đình? Không có. Có những người họ sau khi họ lấy về họ không sống cho gia đình mà họ sống cho bản thân. Hết giờ, hết tiền. Rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để nhấn nút. Mời bạn để tay vào nút. Đây. Nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ nhấn nút. Và không đồng ý thì chúng ta không nhấn nút. Cô suy nghĩ thật kỹ, chín chắn trước khi quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Ủa sao em nhấn trễ vậy? Dạ con đang phân vân. Phân vân điều còn gì? Cái điểm nào mà em chưa đồng ý với bạn bên đây? Dạ em cũng thích một người đàn ông hiện đại hơn. Anh thấy anh Long hiện đại không? Dạ cũng không được hiện đại lắm. Không được hiện đại lắm. Vậy tại sao cuối cùng em lại chọn? Biết đâu tìm hiểu hay thay đổi hiện đại. Hai người nắm tay nhau ơi, chúng ta cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau. Dạ. Chúc hai bạn sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu nhau nữa và trong tương lai sẽ có nhiều điều tốt đẹp. Cho chị biết là em không thích cái gì ở bạn trai. Em không thích bạn trai em quá lùng. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả bạn? Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Thật là nhỏ nhắn, xinh xắn và duyên dáng. Chào em tên gì? Dạ em tên là Ngọc. Ngọc, Ngọc dạ. Bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi. Ngọc làm ở việc ở đâu? Dạ em làm bên nhân viên kế hoạch công ty may chị. Chúng ta sẽ gặp chàng trai, mời bạn. À, chuẩn bị kỹ quá hả? Chuẩn bị từ lúc nào? Dạ, từ tối hôm qua anh. Hôm qua hả? Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Trung Hiếu. Trung dạ. Hiếu? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Anh em 25 tuổi. 25, bạn chuẩn làm bị gì vậy anh Linh? Dạ em làm bảo vệ. Bảo vệ? Dạ. À, bảo vệ cho những cô gái như bên kia hả? Dạ, có bảo vệ tài sản, có bảo vệ người cũng có. À dạ. Quê Ngọc ở đâu? Dạ em ở Quảng Nam. Mình vào Sài Gòn được bao lâu rồi? Cũng 3 năm. Em có thể chia sẻ một tí là lúc em mới vào đây khó khăn nào mà em đã gặp phải? Lúc em đi vô Sài Gòn á thì em đi chỉ có một mình thôi. Em không có một người thân nào ở trong này cả. Em nghĩ là chắc ở Sài Gòn nó cũng giống ở quê. Nhưng mà khi em vô tới bến xe Miền Đông rồi á, em mới thấy là bàng hoàng. Tại sao bây giờ ở đây nó người đông như vậy, bây giờ mình sẽ về đâu? Xong lúc đó em mới gọi về cho gia đình. Mẹ em mới nhờ được một cái anh đã vô đây là lập nghiệp rồi, có gia đình ở trong này, nói với anh đó là giúp đỡ em. Xong rồi anh đó đồng ý và đi xuống đón em từ bến xe về nhà. Về nhà của anh đó luôn? Dạ đúng rồi. À, thời gian đầu là ở cái nhà của anh đó? Dạ đúng rồi. Động cơ nào mà tự nhiên khiến em bỏ quê của mình mà vào trong này? Lúc đó ở quê bạn em ai cũng ra trường xong thì mấy bạn có gia đình, cho nên em sợ có chồng em đi Sài Gòn. À, có nghĩa là em không muốn lấy chồng, ở quê lấy chồng, em muốn lập nghiệp, em muốn giúp đỡ gia đình. Dạ. Rồi, rồi bạn ở đâu? Dạ em từ Vũng Tàu. Vũng Tàu hả? Dạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào được 6 năm rồi. Dạ. Cái công việc của bạn ngoài làm bảo vệ bạn còn làm gì nữa? Dạ em còn kinh doanh nhỏ ngoài nữa. Kinh doanh nhỏ là kinh doanh gì bạn? Dạ, kinh doanh về quần áo, trẻ em, rồi hàng nông sản sấy khô, như hành tỏi rồi. Bạn bán hành tỏi rồi đó hả? Dạ. Bán ở đâu bạn? Dạ trong chợ Bến Thành và những cái mối giống như công ty hay khách lẻ đặt ở ngoài qua điện thoại trên mạng. À, tức là bạn đem bỏ hàng vào trong chợ Bến Thành hả? Dạ. Trai bán hành tỏi có sợ gái chê không? Dạ không, có gì đâu anh. Em nghĩ đó là kiếm đồng tiền bằng sức lực của mình chứ không phải là lừa đảo hay lừa gạt gì ai đâu. Được, có bạn gái chưa? Chưa, bây giờ mới ngồi đây. Trước kia có chưa? Cũng có. Mấy mối tình rồi? Dạ hai rồi. Hai rồi? Dạ. Trời ơi, cũng dữ quá hả? Hôm nay đến đây xách cây đàn theo làm gì? Dạ, em đàn tặng cho bạn với anh với chị. Đàn tặng đúng không? Đây rồi, xin mời bạn. Nhỏ thôi. Rồi, thể hiện tài năng của mình đi. Em chỉ chơi theo cái cảm nhận của em bài nhạc thôi. Em chỉ tự mò thôi, nhưng mà có gì có. Tự mò hả? Dạ. Rồi, dạ. Xin mời bạn. Như vậy được rồi. Cảm ơn bạn. Em Ngọc,
vài nốt nhạc cũng có thể làm các cô gái cũng cảm mến rồi ha. Ngọc cảm nhận như thế nào về tiếng đàn của bạn trai ngồi bên? Dạ em thấy rất là hay. Chị cũng cảm nhận là rất là sâu sắc đó. Bạn lựa cái bài nhạc đó, mình hiểu đó là một con người cũng đầy tâm trạng và đầy cảm xúc. Giờ chị muốn chia sẻ tiếp một tí nữa với Ngọc là khi mà em mới lên Sài Gòn vậy đó, thì em làm những công việc gì? Thì lúc đầu em vô thì em không có việc làm thì em ở với anh chị, tức là giúp đỡ anh chị dọn dẹp nhà cửa rồi chăm em. Ồ, vậy đó hả? Có nghĩa là mình cũng phải làm đủ thứ hết cho nên mới đến cái công việc hiện tại ngày hôm nay, đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà hồi đầu hồi nãy chị nghe em chia sẻ là vì em không muốn lấy chồng nên em từng về quê mới vào đây lập nghiệp. Thì bây giờ có ý định muốn lập gia đình chưa? Sau 3 năm thì em muốn tìm hiểu một bạn trai để chia sẻ lúc nào đó em cảm thấy buồn hay là những lúc em tự kỷ chẳng hạn. Những lúc em tự kỷ là những lúc nào? Lúc em mà cảm thấy buồn á thì khi về nhà em có thể là vừa giặt quần áo vừa hát lên để cho nó át đi những cái suy nghĩ của mình, hoặc là em nghe những cái bài giảng của các thầy á nói về ý nghĩa của cuộc sống rồi nói về cách để vượt qua những cái tâm trạng của mình lúc mình buồn hay là sau đó. Em có thường hay đi ra ngoài đi chơi đồ không? Dạ có chị. Ngày chủ nhật á thì em hay đi lên chùa hoặc là đi từ thiện. Sao không nghe cái chơi gì mà nó trẻ trung, nó sôi động với bạn bè chơi gì? Dạ có chị, đi từ thiện là mình tổ chức các trò chơi cho các em nhỏ và các hoạt động giải trí. Những mẫu hình bạn trai của em là như thế nào? Em thích bạn trai lớn tuổi anh ơi. Lớn tuổi là lớn hơn em bao nhiêu? Em thích lớn hơn em 5 tuổi rồi. Mình bên đây mới có lớn hơn tuổi rồi, rồi sao? Bạn trai của em thích là điềm đạm một chút, biết suy nghĩ, chín chắn. Còn bên đó thích bạn nữ của mình là cái mẫu người như thế nào? Ăn nói dịu dàng và phải biết trước biết sau, biết lớn biết nhỏ, biết chăm sóc cho gia đình. Em thì tính em thích giao du rộng rãi bạn được bạn bè, thì cũng thích một người con gái nhưng vui vẻ hòa đồng với bạn bè. Rồi bây giờ cuối cùng trước khi chị qua xem mặt bạn trai đó cho em thì em cho chị biết là em không thích cái gì ở bạn trai của mình. Em không thích bạn trai em quá lùng. Lùng là cỡ bao nhiêu gọi là lùng? Thấp hơn em. Em cao bao nhiêu? Em 1m6 chị. 1m6 ha, vậy bạn trai phải cỡ 1m65 đổ lên mới ok. Dạ, đúng không? Dạ em rồi cái gì nữa? Không hút thuốc lá. Tốt không? Cũng có ít. Có ít rồi bỏ nha. Chào em. Dạ. Em đàn rất là hay, có cảm xúc. Dạ cảm ơn chị. Vậy còn bắn tỏi không? Dạ còn chị. Tỏi hả? Ngày kia nghe mùi tỏi không? Dạ. Em cao 1m7. Dạ em cao 1m7 chị. 1m7 thì được. Dạ. Không hút thuốc thì phải bỏ hút thuốc đi ha. Chị thì chịu đó, nhưng mà chị nghĩ bên đây chắc không chịu quá. Mà chúc em may mắn. Dạ, chị cảm ơn chị. Ngồi quyết định là phải chờ nhờ cái cô này cô quyết định. Dạ, nha. Dạ. Để anh coi xem với em ha. Dạ, em chào anh Nguyễn. Rồi, xin chào bạn. Bạn là một người rất là cởi mở, một người rất là vui tính và rất là năng động. Rồi, ok. Rồi, bây giờ cho hai người ta gặp nhau đi. Rồi, bây giờ màn đâu? Kéo lên. Màn lên. Bây giờ chúng ta đã trao đổi rất là nhiều qua tấm màn và cũng hiểu nhau một phần nào đó. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Anh làm nghề kinh doanh tỏi đúng không ạ? Đúng rồi. Lúc đầu em mới nghe em cũng bất ngờ, tại vì em không biết cái kinh doanh tỏi là cái gì. Tại vì mặt hàng kinh doanh là mặt hàng tỏi sấy chứ không phải là tỏi khô. Sấy thì mình xuất khẩu qua nước ngoài, mình hành với tỏi hoặc là cà rốt. Em hỏi là thời gian rảnh thì anh sẽ làm gì? Anh đi cũng mà đi kiếm những cái mối khác, những vòng vòng ở chợ hoặc là đi bạn bè, hồng không thì về ngủ. Là kết hợp giữa công việc và đi chơi trong những ngày nghỉ. Vậy anh có hỏi gì về em không? Hỏi em có thích anh tỏi không? Em quan niệm thế nào khi người con trai đó làm cho em cười, hay em hạnh phúc khi em nhìn thấy người con trai đó cười? Em hạnh phúc khi cả hai. Tại vì những lúc người đó buồn thì em muốn cho nụ cười của người đó thì sẽ làm em vui chẳng hạn. Còn những lúc nào đó em cảm thấy trống trải hay là buồn thì nụ cười mà người đó mang lại đó là điều hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ em với bạn trai em hẹn, cái người con trai nó tính trễ khoảng 1 tiếng đi, bạn trai tới rồi, điều tiên em sẽ làm là gì? Rất là giận. Thường á em để bạn trai chờ không à, em không có phải đợi bạn trai. Bởi vì ta mới níu. Em nãy em nói là phải lớn hơn 5 tuổi trở lên, giờ hơi lớn hơn con tuổi được không? Em sẽ tìm hiểu lại. Em thấy anh này ấn tượng với em lúc đầu tiên không? Dạ có, ấn tượng với tiếng đàn guitar. Còn con người có ấn tượng gì không? Em nhìn kỹ đi chứ nhìn xuống đất chị. Suy nghĩ. Nhìn cho kỹ đi, có ấn tượng gì với em không? Dạ có chút chút. Chút là về cái gì? Một đứa rồi bên cạnh. Đúng rồi. Có cái đục rùi dễ lắm. Còn bạn gái có ấn tượng gì với bạn không? Hay cá tính xíu. Em nghĩ có phù hợp với em không? Em thì không có bắt buộc là mình phải theo một cái phong cách nào, nhưng mà quan trọng là cái tâm bên trong người đó có tốt hay không. Còn mà nếu mà không thì em suy nghĩ lại.
Thì em hỏi đi, coi tâm em có tốt không? Ví dụ như vậy, câu cuối cùng ha. Trong gia đình có ba người, cha, mẹ và con. Thì đối với em, người nào quan trọng nhất? Cha, mẹ và con. Nếu như đã là người thân á, thì ai cũng là quan trọng hết á. Tùy theo tình huống để mình xử lý, chứ không phải là mình đặt nặng vấn đề em yêu thương mẹ hơn, hay là em ghét ba, hay là em yêu thương con hơn. Đã em không thích là bạn trai của em hỏi em cái câu đó. Bây giờ bị của anh lạc vấn đề rồi, nên tại vì hiểu lầm. Đối với anh hồi nãy là anh không phải nói là cái tình thương cha mẹ quan trọng, ý của anh quan trọng đây là cái quan trọng về được cái đường dài tương lai sau này. Ví dụ bạn sẽ chăm chút cho con nhiều hơn, hay là chăm chút bản thân mình nhiều hơn, hay là chăm sóc cho người chồng nhiều hơn. Ý là mình cái câu hỏi mình như vậy. À, người chồng nữa hả anh? Em không biết là mọi người phụ nữ khác thì như thế nào, nhưng mà theo như em nhìn thấy á, một người phụ nữ mà đã sinh được một người con ra rồi á, đối với người mẹ đó là một thiên thần. Và đương nhiên là người ta sẽ chăm sóc người con của người ta rồi, chứ chồng thì tự biết chăm sóc rồi. Chị Nhật, cuối cùng câu hỏi cuối cùng chị hỏi em, chứ phải em hỏi người ta nữa, là dạ, thấy có thích người này hay không. Bây giờ hỏi nhiều quá mà hỏi thách đố không, mà hỏi khó không à, đúng không em? Bên dạ đúng em, rồi chị. Cuối cùng là em nhìn bạn này, em có ấn tượng, có thích hay là không thích? Tương đối thích. Tương đối nữa, hết giờ. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ và quyết định bấm chuông. Đồng ý thì bấm chuông, không đồng ý thì khỏi bấm. Rồi, mời bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ kỹ giống như lúc đặt câu hỏi vậy đó. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời bạn. Lý do tại sao bạn lại không đồng ý hẹn hò với bạn gái? Tại vì em theo cái tâm hồn nhiều hơn. Em là người sâu lắng, nó nặng tình cảm nhiều hơn. Em với bạn gái có một khoảng cách nào đó. Bạn gái cũng tình cảm mà. Chị thấy nãy giờ trả lời những câu hỏi của em rất là thẳng thắn, là chân thật. Tại sao em không cảm được ở cái chỗ nhưng mà nào? Em không hiểu tại sao nó tại lúc đó em cảm thấy là không phải là người con gái mình đang tìm kiếm. Thế còn em, tại sao em lại chọn bạn Minh đó? Tại vì em nghĩ là mình nên tìm hiểu, chứ nói chuyện vài ba câu không hiểu được nhau, cho nên là đừng vội quyết định rồi. Một cái gì cả. Hiện giờ cảm giác của em như thế nào khi mà bên đó không đồng ý hẹn hò với em? Có cái gì đó hơi buồn nhưng mà không sao hết. Rồi, dù sao thì cũng cảm ơn hai bạn rất nhiều vì hai bạn đã đến với chương trình. Chúc hai bạn sẽ, mỗi người sẽ tìm thấy được niềm vui của mình trong cuộc sống.